Vâng, xin chào tất cả các em. Và ngày hôm nay thì thầy trò của chúng ta tiếp tục với tiết học tìm hiểu về các nhóm thực vật và bài rêu, cây rêu. Bài này đã được giảm tải theo chương trình giảm tải của Bộ Giáo dục được đăng vào chiều ngày 31 tháng 3. Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủ đề này nhé. Thì như các em đã biết, trong thiên nhiên có những cây rất là nhỏ bé và chúng cao chưa tới 1 cm, thường thì mọc thành từng đám và tạo nên một lớp thảm màu lục tươi. Và những cây tí hon này, đó là những cây rêu, chúng thuộc nhóm rêu. Rêu là thực vật đã có thân, lá, nhưng cấu tạo của chúng rất đơn giản. Thường thì rêu sống ở môi trường ẩm ướt, nơi chân tường, ở trên đất hoặc là gốc cây to. Thân thì không phân nhánh, chưa có mạch dẫn và cũng chưa có rễ chính thức, chưa có hoa. Rêu thì sinh sản bằng bào tử. Vâng, và các em thân mến, vừa rồi thì thầy trò chúng ta đã tìm hiểu qua về đặc điểm đời sống và sinh sản của rêu. Và có lẽ thì để giúp cho các em hiểu rõ hơn về vai trò của rêu như thế nào, ngay sau đây thì thầy trò chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn video về khu rừng rêu nhiệt đới Mỹ. Xin mời các em cùng theo dõi. Khu rừng rêu nhiệt đới là một trong những điểm đến thú vị nhất của nước Mỹ. Đến với Horn of Marsis và đi dạo quanh hệ sinh thái hiếm có ở nơi đây. Nằm sâu trong rừng mưa Horn ở bang Washington, rêu phát triển mạnh sau những cơn mưa không ngớt ở khu vực, bao phủ toàn bộ cây trong màu xanh tươi tốt. Rêu hấp thụ tiếng ồn và chặn âm thanh từ bên ngoài. Do đó, nơi này là địa điểm lý tưởng cho những người yêu thích thiên nhiên và sự yên tĩnh. Rêu có thể sống được ở trên đá hoặc chỗ đất nghèo chất dinh dưỡng, chỉ cần đủ độ ẩm. Rêu góp phần tạo chất bùn cho cây. Khi chết, tạo thành lớp than bùn dùng làm phân bón, làm chất đốt. Bạn có sẵn sàng đi lạc vào thế giới cổ tích này không? Horn of Marsis là đường mòn đi bộ dài trong rừng mưa nhiệt đới Horn, Mỹ. Vâng, và các em thân mến, vừa rồi thì thầy trò chúng ta vừa theo dõi xong một đoạn video về khu rừng rêu nhiệt đới ở Mỹ. Hy vọng rằng là sau đoạn video này thì các em đã có kiến thức về vai trò của rêu như thế nào đối với đời sống của con người. Và các em sẽ cùng tham gia để giải các bài tập trên phần mềm Wiki hoặc là Kahoot của phần mềm Classroom mà chúng ta đã được học hôm rồi. À, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em.